皆さんこんにちは。モモセンターのノです。chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Việt của chúng ta Momo. Hôm nay thì giọng mình hơi bị khản chút nên mọi người chịu khó nghe nhé. Chúng ta tiếp tục giáo trình Minano Nihongo phần vô y, phần từ vựng, bài số 28. Từ đầu tiên, ureru. Từ này là từ mãi, có nghĩa là mua. Trong nghĩa của từ ureru thì có nghĩa là bán chạy. Đây là cuốn sách lúc nào cũng bán chạy số 1. Kore wa itsumo ichiban ureru hon desu. Vào ngày mưa thì ô bán rất chạy. Ame no hi wa kasa ga yoku ureru. Thì cái từ ureru này nó khác gì với từ bán ạ? Nếu mà nói ureru không ấy, thì chỉ đơn giản là bán thôi. Còn ureru thì nó là bán chạy. Còn bạn nào học đã đến cái câu bị động rồi thì là ureru là được bày bán. Nó có nghĩa khác đấy. Ba từ ureru, ureru và ureru là có ba nghĩa khác nhau đấy. Tiếp theo là odoru, odorimasu. Chữ Hán là chữ dũng. Từ này từ nhảy. Mọi người nhảy điệu nhảy của các nước. Xin lỗi các bạn vì lại sai 98 rồi. Minasan, minaga các kuni no odori o odorimashita. Cô ấy vừa nhảy vừa hát. Kanojo wa odori nagara utaimashita. Kamu, kamimasu. Từ dạo. Cắn, nhai. Con taro cắn chân tôi. Taro wa watashi no ashi o kamimashita. Chigau, chigaimasu. Vi. Điều này có nghĩa là khác, không giống. Quả nhiên là chả ở đây khác hẳn nhỉ. Yappari koko no ocha wa chigaimasu ne. Cách nói chuyện của tôi và em gái khá là khác nhau. Watashi no hanashikata wa imoto no to wa kanari chigaimasu. 選びます. Tuyển, lựa chọn. Tôi chọn chủ nhật tuần này ở nhà. 今週日曜日に家にいるのを選びます. Trong 1, 2, 3, 4 đáp, trong đáp án 1, 2, 3, 4, hãy chọn ra một đáp án đúng nhất. Câu này bạn nào mới đi thi GPT rồi thì chắc là nghe thuộc luôn rồi. 1, 2, 3, 4 đáp án đúng nhất. Câu này bạn nào mới đi thi GPT rồi thì chắc là nghe thuộc luôn rồi. 通う, từ này ở bài số 28, à bài số 27. Bài số 27, bài của tuần trước thì mình đã nói rất là kỹ với các bạn rồi đúng không? Chữ Hán là chữ thông, có nghĩa là đi lại, lui tới, thường dùng cho đi học, đi làm, đi đến các câu lạc bộ mà mình thường xuyên đến, những nơi mình thường xuyên lui tới. Hàng ngày tôi đến câu lạc bộ tiếng Anh. 毎日, 英語クラブに通っています. Cô ấy ban ngày đi học, tối đi làm thêm. Lần trước chúng ta học từ ban ngày rồi đúng không? Hiruma. Kanojo wa hiruma wa gakko ni kayotte, yoru wa arubaito o shitemasu. Arubaito còn có thể rút gọn thành baito thôi, cũng có nghĩa là làm thêm. Memo suru. Xuất phát từ tiếng Anh memo. Có nghĩa là ghi chép lại, memo shimasu. Ghi lại những nội dung quan trọng của học. Kai no jujo naiyo o memo shimashita. Ghi những chuyện quan trọng ra giấy. Daiji na koto o kami ni memo suru. Lần trước chúng ta đã học từ thủ là từ toru. Thì chúng ta có thể dùng là memo suru cũng được hoặc memo o toru cũng được. Majime, chân diện mục. Có nghĩa là nghiêm túc, đàng hoàng. Suy nghĩ đàng hoàng đi, suy nghĩ hẳn hoi đi. Majime ni kagate kudasai. Thầy Momo là người rất nghiêm túc. Momo sensei wa majime na hito desu. Từ này thì trong nhiều trường hợp như là suy nghĩ hẳn hoi đi thì chúng ta có thể dùng một từ thay thế là shikari, nghĩa gần gần tương đồng. Shikari kangaete kudasai.
Nechin, nhiệt tâm, nhiệt tình. Cô ấy rất nhiệt tình với việc giáo dục trẻ nhỏ. Karujo wa kurumo no kyo iku ni nechin da. Cái gì ni, nani nani ni nechin da, nechin desu. Anh ấy rất nhiệt tình với thể thao. Kare wa sports ni totemo nechin desu. Và trái nghĩa của nó chúng ta có từ fu nechin. Yasashi, ưu, dễ dàng, dễ tính, tốt bụng. Thầy Momo thì vừa dễ tính vừa nhiệt tình. Chúng ta học được cấu trúc là nối hai tính từ với nhau đúng không? Momo sensei wa yasashikute nechin na hito desu. Mẹ tôi nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ. Ha wa yasashime de watashi o mita. Bằng cái gì đấy, phương tiện yasashime de watashi o mita. Chúng ta có một từ đọc giống hệt là từ yasashi, nhưng mà chữ Hán của nó thì lại là khác, nó là chữ dịch, có nghĩa là dễ dàng, đơn giản. Còn chữ hôm nay chúng ta học là chữ ưu, dễ tính, tốt bụng. Cách đọc thì giống hệt những chữ Hán và nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Erai, vĩ, giỏi đó, khâm phục. Các bạn nhìn chữ vĩ này có giống cái chữ mà chúng ta vừa nói đến không nhỉ? Chia ở chữ vi, vi thì là khác, không giống đúng không? Thêm chữ bộ nhân đứng phía trước, chúng ta được chữ vĩ. Erai, vĩ đại, đáng tôn trọng, đáng khâm phục, giỏi. Đấy chính là điều đáng khâm phục của cậu đấy. Soko wa kimi no erai tokoro da. Khi lớn lên tôi muốn trở thành người vĩ đại. Okiku natara erai hito ni naritai. Chodoi. À, cái từ này rất là hay này. Chữ Hán là đinh độ, nhưng mà thường cái từ này của người ta cũng biết ít biết chữ Hán lắm. Nghĩa của nó là vừa đúng vừa vặn. Cái gì vừa vặn, không thừa không thiếu, không ít không nhiều. Hôm nay thời tiết vừa tầm đẹp. Kyo no tenki wa chodoi, không nóng, không lạnh, không quá gai gắt, không quá các kiểu. Nói chung là vừa tầm với mình. Cái từ chodoi này rất là hay dùng, kể cả chứa ra trong văn nói thôi. Đúng là cơ hội tốt. Chodoi kikai desu ne. Cơ hội. Đây là chữ Hán cơ hội. Shukan. Chữ Hán là tập quán, có nghĩa là thói quen. Người Nhật có thói quen gửi bưu thiếp cho bạn, bạn bè vào dịp Tết. Nihonjin wa oshogatsu ni tomodachi nado hagaki o okuru shukan ga aru. Có cái tập quán gì đấy là shukan ga aru, và phía trước shukan mà chúng ta danh từ hóa động từ là hagaki o okuru đúng không? Cho nên là tomodachi nado, tức là gửi bưu thiếp cho bạn bè và những cái đối tượng khác, ví dụ như người thân thì chúng ta sẽ dùng nado. Còn nếu mà chúng ta dùng ni ở đây là câu này có nghĩa là chỉ gửi cho bạn bè thôi, còn nếu dùng nado thì gửi cho một trong nhiều đối tượng, trong đó có bạn, một đối tượng là bạn bè. Tôi có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Neru mae ni hon o yomu shukan o motsu. Thì chúng ta cái từ shukan này thì chúng ta nhớ là nó hay đi với một số động từ như là aru này, shukan o motsu này. Tiếp theo là keiken. Hán Việt là kinh nghiệm và nghĩa cũng là kinh nghiệm luôn. Tôi muốn một người có kinh nghiệm. Keiken no aru ga hoshi. Lần trước mình đã giải thích là với các cái kiểu như là ga aru xong phía sau danh từ thì thường chúng ta sẽ đổi thành no đúng không? Chỗ này sẽ là keiken ga aru hito hoặc là keiken no aru hito đều được. Tích lũy kinh nghiệm. Keiken o tsumu. Cái chữ tsumu ở đây chính là chữ tích ấy. Chúng ta có một từ liên quan là từ taiken. Taiken thì là trải nghiệm, mang tính kiểu trải nghiệm thực tế. Được trải nghiệm, tôi muốn trải nghiệm thực tế cái văn hóa của nước Nhật. Đấy, chúng ta sẽ dùng taiken hoặc trải nghiệm trực tiếp cái việc đi leo núi Phú Sĩ hoặc như nào đấy. Taiken. Từ tiếp theo chúng ta học là từ lực. Chikara, sức mạnh. Lực đây là trong các cái từ như là vũ lực này, lực
lực lượng các kiểu đấy. Dồn sức vào việc học là gakkyū de chikara o ireta. Dồn hết sức, chikara o susugu. Chữ susugu này thì các bạn chưa học đâu, nhưng mà cái cụm này nó rất là hay nên là mình cũng cho vào đây. Mọi người mà học cái từ chú ý thì chính là trong cái chữ susugu đấy, đấy chính là âm cân của chữ chú đấy ạ. Ninki, nhân khí, được ưa thích, được nhiều người hâm mộ, phổ biến. Xem bộ phim được nhiều người ưa thích. Ninki ga aru hoặc ninki no aru eiga o miru. Thầy Momo vừa dễ tính vừa nhiệt tình nên rất được ưa thích. Momo sensei wa yasashikute neshin na hito desu node totemo ninki ga aru. Cái từ ninki này thì thường đi với cụm từ aru nhé, để tạo thành nghĩa là ưa thích. Katachi, hình. Hình này trong từ hình dáng. Cái này ở bài 27 chúng ta cũng đã học rồi. Ví dụ hình sao, hình bông hoa là hoshi no katachi, hana no katachi. Iro, sắc, màu sắc. Hình như hoa ấy màu trắng. Sono hana no iro wa shiro datta kana. Kana là mẫu mà diễn tả cái sự phân vân của mình, không biết là có phải thế không nhỉ. Phai màu. Iro ga ochiru. Ochiru là cái từ rơi, rơi mất đấy đúng không? Hoa rơi các thứ đấy. Thì là màu, ở đây là màu bị phai đi, thì chúng ta sẽ dùng ochiru. Aji, vị. Bánh này có vị lạ. Kono keiki wa hen na aji ga suru. Không biết là các bạn học N4 còn nhớ cái cấu trúc là cái gì đấy gá sư rự không? Là có cái vị gì đấy. Aji ga sư rự. Hen na aji ga sư rự. Nigate na aji ga sư rự. Có vị lạ, có vị đắng, có vị gì đấy chúng ta sẽ dùng với cái cấu trúc là ga aru, ga sư rự. Tiếp theo là nên ta vị với muối. Chúng ta có cụm từ aji o tsukeru. Với muối là shio de aji o tsukeru. Gum. Xuất phát từ tiếng Anh là gum. Kẹo cao su, nhai kẹo cao su. Chúng ta học từ gum cũng nghĩa là nhai đúng không? Gum o gum là nhai kẹo cao su. Shinamono, vật phẩm hàng hóa. Hàng hóa kém chất lượng. Shitsu ga hikui. Shitsu đây chính là trong chữ chất ấy. Chất kém. Shitsu ga hikui, thấp. Shinamono là hàng hóa kém chất lượng. Hàng hóa đó là đồ thật. Sono shinamono wa honmono da. Đồ thật là honmono da. Nidan, chỉ đoạn, nghĩa là giá cả. Cái máy ảnh này đắt tiền. Kono kamera wa nidan ga takai. Giá của chiếc xe đạp đó là quá cao. Ano jitensha no nidan wa takasugiru. Bạn nào mà học đến cấu trúc sugiru rồi thì là chúng ta sẽ có động từ v mas bỏ mas sự, hoặc là các cái tính từ đuôi y bỏ y cũng với sugiru là quá mức cái gì đấy. Kyūyō, cấp liệu, lương, lương cao lương thấp chúng ta sẽ dùng kyūyō ga takai. Kyūyō ga yasui, nhớ là yasui chứ không phải là lương hikui đấy nhá. Mặc dù tiếng Việt chúng ta nói là lương thấp, nhưng mà ở đây ý là lương được trả nhiều hay ít thì nó sẽ là takai và yasui. Mọi người nhớ nếu mà có mặt trong bài hội y thì chọn đúng yasui thay vì hikui nhé, hoặc là skunai hoặc gì đó. Giáo viên tiếng Nhật lương thấp nhỉ? So desu ne. Nihongo kyoushi hoặc Nihongo no kyoushi de kyuri ga yasui desu ne. Ngày nhận lương là kyūyō bi. Bonus, thưởng. Sau đó từ tiếng Anh là bonus, nhận thưởng từ công ty. Kaisha kara bonus o murau. Tôi đã sử dụng tiền thưởng để đi du lịch. Bonus o ryoko ni tsukatte shimatta. Dùng vào cái việc gì đấy thì sẽ là ryoko ni, hoặc là kaimono ni
Skatte shimatta, dùng tiền thưởng vào việc đi du lịch hoặc đi mua sắm. Bangumi, phiên tổ, chương trình, truyền hình hoặc chương trình phát thanh. Xem chương trình trên TV là Televi no bangumi o miru. Chương trình trên đài là Radio, Televi bangumi, Radio bangumi. Drama, xuất phát từ tiếng Anh drama, kịch phim truyền hình. Cậu có hay xem phim truyền hình của đài NHK không? NHK no drama o yoku meterun desu ka? Cái drama này thì khác với Ega nhé. Ega là phim chiếu rạp, phim ngắn tập. Nhưng mà drama là phim truyền hình chiếu trên TV và dài tập. Sousetsu, tiểu thuyết. Và nghĩa cũng là tiểu thuyết luôn. Dịch tiểu thuyết tiếng Nhật sang tiếng Anh. Nihongo no sousetsu wo eigo ni honyaku suru. Tôi thích đọc tiểu thuyết những lúc rảnh rỗi. Hima na toki sousetsu wo yomu no ga suki desu. Suki desu, hoặc là yomu koto ga suki desu. Tiểu thuyết ra là sousetsu ka, là người viết tiểu thuyết đấy. Kashiu, ca sĩ, ca thủ. Ca sĩ, có tin đồn là ca, cô ca sĩ ấy kết hôn rồi. Ano kashiu ga mou kekkon shita uwasa ga aru. Uwasa là tin đồn, ga aru. Cô ca sĩ ấy gần đây xuất hiện, hay xuất hiện trên TV nhỉ? Ano kashiu wa saikin yoku terebi ni dete ittan desu ne. Xuất hiện trên TV, terebi ni deru. Các bạn có nhớ là deru này có một cấu trúc là địa điểm này xong cộng ni deru, tức là có mặt xuất hiện tại cái địa điểm nào đấy. Ví dụ kekkon shiki ni deru là có mặt tại đám cưới hoặc là dịch cái tham dự cũng được. Tanri ni, quản lý nhân, người quản lý sân vận động. Undojo kanri ni, sân vận động là undo, sân vận động là undojo. Người quản lý website tổ no kanri ni. Musuko, khí tử musuko là dùng để gọi con mình, nói về con mình. Còn nếu về nói về con người khác sẽ là musuko san. Khi mà hỏi về người con người khác, ví dụ tôi có ba đứa con trai là musuko wa san nin ga imasu. Con trai chị mấy tuổi rồi là musuko san wa ikutsu desu ka? Thường là chúng ta ít khi hỏi nan sai desu ka? Bởi vì nan sai thì thường hỏi những cái người mà đối tượng mình hỏi để ít tuổi hơn này, hoặc là dùng kiểu bạn bè các thứ thôi. Còn bình thường người ta sẽ dùng ikutsu. Còn lịch sự hơn nữa là o ikutsu desu ka? Thêm chữ o phía trước, o ikutsu desu ka, để làm câu văn theo lịch sự hơn. Musume, chị nương, con gái dùng để gọi con mình. Và có musume san, con gái dùng để gọi con người khác. Con gái tôi thích học toán học hơn ngôn ngữ. Musume wa gengo yori sugaku ga suki da. Con gái chị đang học tiếng Nhật ở Đại học Hà Nội à. Musume san wa Hanoi daigaku de nihongo o benkyou shite iru desu ka? Và với cái từ musume san này thì có một cái cách gọi trang trọng lịch sự hơn là ojo san. Chữ Hán nó cũng khác một chút, nó không phải chữ nương mà là một chữ khác. Thì ojo san thì thường để gọi con của sếp, của lãnh đạo, những cái người mà vai vế cao hơn mình nhiều thì mình mới dùng. Còn bình thường nếu chỉ là dùng con người khác, con gái người khác thì sẽ dùng musume san là được rồi. Jibun, tự thân, bản thân. Tự mình làm thử xem sao. Jibun de katte mite kudasai. Cổ vũ đội của trường mình. Cái từ jibun này cũng đã gặp rồi này, ở bài số 27. Jibun no gakko no chimu o ouen suru. Ouen shimasu, cổ vũ. Shorai, tương lai. Chữ Hán là tương lai và nghĩa cũng là tương lai luôn. Chuyện tương lai chả ai biết. Shorai no koto wa dare mo wakaranai.
Còn nếu mà là ai cũng biết thì là dare demo của kalimas đấy. Nhưng nếu là không ai biết cả, ai cũng không biết thì gì? Sẽ là dare mo của katana. Mọi người nhớ phân biệt mo và demo nhé. Vẫn chưa tìm được ước mơ tương lai. Cái tìm được này thì bài sau chúng ta sẽ học. Nhưng mà ở bài này mình sẽ trao luôn vào phần này. Sora no yume, yume là giấc mơ này. Giấc mơ tương lai là Sora no yume ga mada là vẫn chưa chưa làm, chưa thực hiện được gì đấy, hoặc là vẫn đang ở tình trạng đấy. Cái từ này có nghĩa, hai nghĩa là hoàn toàn tránh ngược nhau như vậy. Mitsukaranai, vẫn chưa tìm thấy được ước mơ. Sorai có một nghĩa từ tương đồng là mirai, chữ vị lai, vị là chưa đến, chưa tới. Shibaraku, từ này có nghĩa là tạm, một khoảng thời gian. Từ này thì ít khi viết bằng chữ Hán lắm, mà hầu hết là sẽ viết bằng chữ Hiragana như này. Từ này có nghĩa là một khoảng thời gian ngắn, gặp một người bạn thời trong một thời gian không gặp, một người bạn thời một thời gian không gặp. Shibaraku awanakatta tomodachi. Và chúng ta dùng cái từ này như là hisashiburi desu ne, chính là shibaraku desu ne, ý là lâu rồi không gặp nhỉ. Taite, thường, thông thường. Ngày nghỉ, thông thường tôi chỉ ở nhà. Yasumi no hi wa taite ie ni imasu. Xét về các cấp độ tần suất thực hiện cái việc gì đấy thì itsumo là lúc nào cũng, tần suất là hầu như gần 100%, chỉ mấy phần trăm. Còn taite là đại thể khoảng 80%. Tokidoki là thỉnh thoảng, tamani cũng là thỉnh thoảng hiếm khi, và mệt tận ý thì là hiếm khi rồi. Mọi người nhớ các cấp độ cái chỉ tần suất như này nhé. Sore ni, ngoài ra thầy Momo vừa nhiệt tình, vừa dễ tính vừa nhiệt tình, ngoài ra lại còn có kinh nghiệm nữa. Momo sensei wa yasashikute nesshin na hito desu. Sore ni keiken mo arimasu. Sore ni keiken mo arimasu. Tức là sore ni dùng để biểu thị một cái ý mình muốn bổ sung vào, vì thế mình sẽ dùng thêm cái trợ từ mộ cũng như thế nữa, ngoài ra còn cả cũng như vậy nữa. Cô ấy xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa. Wow, ai thế nhỉ? Karojo wa kirei. Sore ni karojo mo karojo wa sinsetsu desu. Sore de, do đó. Nó có nghĩa hai, hai nghĩa là do đó và rồi sao. Thầy Momo thì vừa dễ tính vừa nhiệt tình, do đó rất được ưa thích. Nào, sau cái bài hôm nay chắc là không thể quên được cái từ yasashi và nesshin rồi đúng không? Bởi vì xuất hiện trong rất nhiều ví dụ. Momo sensei wa yasashikute nesshin na hito desu. Sore de gakkou de ninki ga arimasu. Ninki ga ari. Aru là được ưa thích, được ưa chuộng. Sore de, chúng ta lên giọng. Sore de, rồi sao? Ví dụ như là mẹ ơi, hôm nay con đã chọn mua một cái quyển sách đắt tiền quá. Mẹ hỏi sore de, rồi sao? Ý là như nào? Bây giờ con muốn gì đúng không? Hoặc là này, hôm nay tớ gặp lại người yêu cũ đấy. Sore de, sore de. Thế nào rồi sao? Rồi thế nào nữa? Thì lúc đấy cái sore de có nghĩa là mình muốn hỏi thêm cái thông tin, xem cái câu chuyện đó như thế nào. Thì cái sore de lúc đấy nó coi là một trong những cái adjective, tức là một trong những cái từ mà thể hiện biểu cảm để lôi cuốn người nói, người nghe vào trong cái mạch câu chuyện. Trong giao tiếp thì sore de được rút ngắn, rút ngón thành rút gọn thành de, tức là do đó de. Ví dụ như là ngày hôm qua tôi vừa bị sốt rồi vừa đau đầu đầu đơn, tôi đã nghỉ học. Kino netsu ga deta shi atama mo itakatta shi de, đúng không? Cho sore de gakko o yasumimashita. Chotto onegai ga arun desu ga. À, câu này thì quá là hay nói rồi đúng không? Tôi có chút việc muốn nhờ. Chotto là một chút.
Origai là chuyện mà muốn nhờ. Ga arun desu ga, desu ga. Thì là cái cấu trúc mình đã học ở bài số 26 rồi đúng không? Tôi xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn nhờ, anh có thể chỉ đường cho tôi được không? Chotto onegai ga arun desu ga, michi o oshiete itadakemasen ka? VT cộng itadakemasen ka? Tức là mình muốn nhờ ai đấy một cách bí sự ngoài cấu trúc mà chúng ta đã học, nhưng VT kudasai, VNASAI, VT hoshi thì là VT itadakemasen ka, là một cấu trúc rất là lịch sự và thường sử dụng nhiều trong cả văn nói lẫn văn viết. Và cái mẫu này thì các bạn dùng rất là an toàn với đối tác này, hoặc là đối với người ngoài công ty, hoặc là với những cái người cấp trên của mình. Còn nếu mà đồng nghiệp thì chỉ cần dùng kudasai là được rồi, vì bản thân kudasai cũng là khá lịch sự rồi. Ngoài ra nếu mà trong cuộc sống bình thường ấy, ngoài những cách nói rất là lịch sự như là chotto onegai ga arun desu ga, thì chúng ta còn có rất nhiều cái cách nói mà xuồng xã, chotto ý. Thì câu này là chỉ nói với người dưới hoặc là người bạn bè các thứ rất thân thôi. Này, nhờ một chút được không? Chotto ii desu ka? Thì là lịch sự hơn, đúng không? Và chotto yoroshii desu ka? Deshou ka? Yoroshii desu ka? Thì là cái yoroshii ở đây là cái ngữ của i. Yo i. Chotto yoroshii deshou ka? Đấy. Ngoài ra thì cái cụm từ chotto onegai ga arun desu ka? Chúng ta có thể có thêm một hai cách với nghĩa tương tự như là chotto onegai shitai koto ga arun desu ga, hoặc là chotto onegai shitai desu ga. Đấy, hoặc là chotto có chuyện muốn hỏi là chotto kikitai desu ga. Rất là nhiều cách để các bạn hỏi. Tiếp theo là từ homestay, chính là homestay. Cái này dịch thì không biết dịch như nào, tức là lưu trú ngắn hạn ở một đâu đấy, ở nhờ nhà ai đấy, lưu trú ngắn hạn đâu đấy. Và trong tiếng Việt chúng ta cũng dùng lưu trú homestay luôn, chứ còn nếu mà dịch chính xác ra tiếng Việt thì cũng khó mà có thể nói hết được ý nghĩa của từ này nhỉ. Tóm lại là ở nhà ai, ở nhiều nhà đấy trong một thời gian ngắn. Có nhiều người bất an khi lần đầu ở homestay. Hajimete no homestay mu de fuan na hito ga iru, fuan na hito ga iru hito ga oi desu. Thì nếu mà các bạn nào mà hay đi du lịch thì biết là chúng ta biết là sẽ có rất nhiều hình thức cái cách mà các bạn chọn cái nơi ở của mình. Một là chọn homestay, tức là các bạn ở như là ở nhà, người ta sẽ cho các bạn thuê một cái cả một cái căn nhà đấy, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp vệ sinh các thứ, các bạn có thể tự do đi lại nấu nướng. Còn ở khách sạn thì là rất phổ biến nhất rồi đúng không, là có người phục vụ khách sạn này, rồi mình sẽ ở một phòng nhất định ngày. Còn ở resort thì là loại cao cấp hơn rồi. Ngoài ra homestay ở đây còn có nghĩa là khi mà mình đến, dụ đến một nước nào đấy để thực hiện cái công tác tình nguyện hoặc cái công tác nào đó mà mình phải ở nhiều nhà dân ấy, mình cũng sẽ dùng từ homestay này. Tiếp theo là kaiwa, hội thoại, nghĩa của nó cũng là hội thoại luôn. Tôi thì kém hội thoại tiếng Nhật. Watashi wa nihongo no kaiwa ga migate desu. Cùng hội thoại đi. Kaiwa shimashou. Kaiwa là hội thoại tiếng Anh nhé. Oshaberi suru. Oshaberi shimasu. Trò chuyện. Nói chuyện với người bạn lâu ngày không gặp rất vui. Shibaraku awanakatta tomodachi to oshaberi o suru no ga tanoshikatta desu. Trong giờ học thì đừng có mà tán gẫu trò chuyện với bạn nhé. Jigo chiu ni tomodachi to oshaberi o shinai de kudasai ne. Oshirase, thông báo. Thông báo đứa trẻ đi lạc là maigo no oshirase. Chuyện là bị viết thường ấy, một chữ ô rồi. Thông báo lượng sử dụng điện. Denki go eto shiyo su go shiyo ryo o no oshirase. Denki là điện này, sử dụng là shiyo, ryo thì là lượng,
Từ này thì hơi khó một chút, nhưng mà những cái từ này thì trước sau các bạn cũng phải học thôi. Thôi mình cứ giới thiệu trước để coi như là ngấm được tí nào vào đầu thì ngấm, sau này để có nhiều cơ hội nhìn thấy nó hơn thì mình sẽ nhớ hơn. Tóm lại cái gì đó no oxidase thì là thông báo. Cái từ xuất phát từ từ si rượu là biết đấy, bây giờ là chuyển sang thể sai khiến, bạn nào học sẽ sai khiến rồi thì nó chính là xuất phát từ từ si rượu này, tức là làm cho biết, khiến cho biết thì gọi là si ra c đúng không, si rượu si ra c và thêm chữ o phía trước để thể hiện cái sự trang trọng. Tai cự cẳng là thể dục quán, phòng thể dục, khu thể dục, ở phòng tập này có thể bơi đấy. Kono tai cự cẳng de wa oyogemasu yo. Oyogeru là thể hiện là cái, ở đây là cái điều kiện của cái phòng thể dục này là mình có thể bơi được. Muryo đây là từ vô liệu, có nghĩa là miễn phí. Mẫu này kono sample, sample là sample, là mẫu. Kono sample wa muryo desu. Chúng ta có một từ tương đồng là từ free, miễn phí, free trong tiếng Anh. Vậy là chúng ta đã đi hết bài từ vựng bài số 28 rồi. Những cái từ vựng trong Minano Nihongo thì đều rất cơ bản và thường dùng, vì đấy là mọi người cố gắng nhớ hết. Mình sẽ cố gắng lấy thật nhiều ví dụ để cho mọi người dễ hình dung, bao gồm cả hình ảnh cho mọi người có thể ghi nhớ nhiều hơn. Vậy hẹn gặp lại ở các bạn ở bài học lần sau nhé. Minasan, chào, mata ne.